Quan hệ tín nhạo Bất sanh nghi hoặc Hai câu nói này rất quan trọng Đó là Tước mười niệm ác sanh vào Nguyện chí tâm chí nhạo Dùng tâm chí thành Nguyện sanh nước kia Đó là Bổ nguyện của Phật A-di-đà Cho nên Chúng ta có thể giảng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc hay không? Bốn câu này Rất là quan trọng Nếu như chúng ta có Vậy chúng ta chắc chắn Đời này nhất định giảng sanh Quan hỷ tím nhạo Bớt sanh nghi hoặc Vị chi thành tâm Nguyễn sanh kỳ quân Tức bốn câu này Chúng ta nghĩ xem Bản thân chúng ta hiện tại có hay không Chúng ta trong một đời này, sự việc yêu thích nhất là gì? Thọ trì kinh vô lượng thọ, chấp trì danh hiệu. Như chúng ta trong đời này, sự việc yêu thích nhất là gì? Chúng ta đối với sự việc này không có mảy may nghi hoặc Tin tưởng Nhạo này là yêu thích Tính nhạo chứ không phải là tính lạc Lạc là khoái lạc Ở đây nó là động từ yêu thích Tôi tin tưởng tôi yêu thích Không có nghi hoặc Sau đó Dùng tâm chân thành đến cực độ Chí thành là chân thành đến cực độ Nguyện sanh kỳ quật Tức cầu sanh tiện độ Quý vị chắc chắn giảng sanh Những lời này là ngẫu Ích Đại Sư nói Không phải là tôi nói Ngẫu Ích Đại Sư nói Ở trong Di Đà Kinh Yếu Giải Hành nhân Tức người niệm Phật Có thể giảng sanh tịnh độ hay không Quyết định nơi tính nguyện có hay không Nói rất hay Quý vị có thật tin Nguyện tha thiệt Quý vị xem Quan hệ tín nhạo Họ có lòng tin họ có chí nguyện nguyện sanh nước đó như vậy nhất định được giảng sanh chúng ta trong đời này đây là việc lớn số một của chúng ta việc lớn gì trong đời này đi làm phật rồi Việc lớn số mộ Không còn làm việc luân hồi nữa Chúng ta có phải là tâm này không? Có phải là nguyện này không? Nếu như là tâm này là nguyện này Tôi tin rằng cổ nhân nói tâm an lý đắc tâm quý vị an rồi vì sao vậy vì lý đã rõ ràng ngược lại lý đạt được rồi tâm quý vị nhất định sẽ an tâm an vì sao nhấn mạnh tâm an này như vậy tai họa thế gian không liên càng đến quý vị Mọi người có tai nạn Quý vị không có tai nạn Vì sao vậy? Vì quý vị đã thấy được thế giới Tây Phương cực lạc Tai họa nếu như xuất hiện Quý vị rất quan hệ đi đến thế giới Tây Phương cực lạc Trước đây Chúng ta học rất nhiều Rất rõ ràng Rất minh bạc Ý niệm chúng ta vừa khởi Phật A-di-đà liền biết Lúc nào đi Thì lúc đó Ngài đến tiếp dẫn Cảm ứng đạo giao Không thể nghĩ bàn Cho nên quan hệ tím nhạo Không sanh nghi hoặc Vị trí thành tâm Nguyện sanh kỳ của mười sáu chữ này là thiền chốt để chúng ta có thể giảng sanh hay không nếu đầy đủ bốn câu này chính là dạy bảo đảm quý vị xem quan trọng biết bao trong quán kinh nói tâm trí thành tâm phát nguyện hồi hương Đây là nói về tâm Bồ Đề Thể của tâm Bồ Đề Là tâm trí thành Tự thọ dụng tâm thâm sâu Tha thọ dụng Là tâm hồi hưởng phát nguyện Tương ưng với tâm Bồ Đề Trong quán kim. Thả tam bối giảng sanh hàm dân Tam bối giảng sanh đều nói Nên phát tâm vô thượng Bồ Đề Nên tịnh ảnh sơ nói Tam bối này Nhân vị tuy khác nhau Người cầu sanh tiện độ Thiện căn phước đức nhân duyên không giống nhau Muôn vàng sai khác Giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Tam bội cửu phẩm cũng không giống nhau Phẩm vị không tương đồng Thậm chí giảng sanh đều phải phát tâm cầu đại bồ đề chuyên niệm phật hồi hướng phát nguyện mới được giảng sanh điều này hoàn toàn tương đồng đây là điều kiện chúng ta phải có đủ thật sự muốn giảng sanh nhất định phải phát tâm bồ đề phát bồ đề tâm là gì Chính là Thật tin, thật nguyện Mà ngẫu Ích Đại Sư đã nói Thật tin không hoài nghi Thật nguyện Tức quý vị thật sự buông xả Buông xả điều gì Tất cả những thứ lớn nhỏ Của thế giới ta bà Đều buông xả hết không còn can thiệp đến nữa